Rồi nay chúng ta sẽ học một cái nội dung đó là về hàm sao mà tiền hàm hàm là một nội dung sẽ tương đối khó với anh em nghiệp môn một chút mà cố gắng không mọi người. Rồi. Đây, hàm là gì? Chúng ta vẫn có những cái câu trả lời cần quan tâm đó là đây. Chúng ta sẽ có khái niệm, cách khái báo, cách sử dụng. Đây, thì đây chính là hàm. Chúng ta cần quan tâm tới ba cái này là chính. Chỉ thực ra mọi người đã làm được cái hàm chưa thì rất là nhiều rồi. Ví dụ như main là một hàm. Đây chính là một hàm mọi người, main là một hàm. Những gì nhỉ? Cái print.ll này cũng là một hàm. Đấy, bây giờ chúng ta thử học cách viết một hàm xem thế nào. Nhất là khái niệm nó là gì đó. Nhất hàm nó là một cái khái niệm của nó là một cái tập hợp một đoạn code để viết một chức năng gì đó được lặp lại nhiều lần. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ viết một cái hàm như sau, hàm đơn giản thôi. Nhớ là viết chúng ta static này, coi này. Static là gì? Sau này mình sẽ thấy sau nhá. Mình sẽ viết là PRI đi. Sau mình sẽ viết SOUT một hai ba bốn năm. Rồi cứ coi như là mình sẽ phải in ra một hàm một năm. Thì mình có thể viết luôn vào kia cũng được. Tuy nhiên thì lần này mình khai báo hàm cách như này thì nó sẽ vẫn chạy một hàm một năm cho mọi người. Cái rất là bình thường. Anh em chờ chút tôi chạy xong rồi. Đấy, chờ. Rồi, thế thì có gì đặc biệt thì có một điểm hay của nó là nó sẽ rút gọn ngắn cho mình khá là nhiều. Ví dụ mọi người thấy là ở đây nó có 5 mà đây mình in ra tới 5 5 25 lần thì mình chỉ có 5 dòng thôi. Mình chạy thử xem thế nào. Có được không? Để tính sau đúng không? Đấy, nó ok rồi. Chào. Cái này là ok. Mọi người sẽ thắc mắc là nếu mà như này thì dùng vòng lặp có phải hơn không? Câu trả lời cho mọi người là vòng lặp thì nó khác một chút, nó hay cũng hay nhưng mà thằng này nó có thể viết như thế này. Tức là sao? Tức là cái gì nhỉ? Một cái hàm sinh ra ấy, nó có thể giúp cho mình ngắn gọn code đi bằng cách là có thể lặp đi lặp lại gọi nhiều lần thì lặp đi lặp lại. Tuy nhiên thì không giống như là nó phải chạy liên tục thì hàm có thể ngắt quãng. Cũng như là thực ra thì người ta hay nói là hàm là một đoạn code thực hiện một chức năng gì đấy và có thể gọi lại nhiều lần và thích lúc nào gọi thì gọi chứ không như mà à không như lặp là phải gọi liên tục phải chạy liên tục. Đấy, thì đấy sự khác nhau giữa hàm và lặp. Chúng ta đi sâu vào hàm hơn một chút thì đây chính là cách đây ý nghĩa của nó. Thứ nhất là nó là một đoạn code thực hiện một nhiệm vụ nhất định, thứ hai nó có thể sử dụng được nhiều lần, được chưa? Đó. Rồi thế thì cách khai báo là sao? Về cuộc sơ cách khai báo một chút. Cách khai báo của bài hôm nay thì mọi người cứ cho mình cái chữ static này. Này xong rồi đến kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu đấy thì tí nữa mình sẽ nói sau. Tên đúng không, tròn đây rộng cho chúng ta cơ bản thì nó gì này giai đoạn bên trong rồi cơ bản thì nó sẽ như này cái ví dụ như vừa rồi thì nó sẽ như thế và cách dùng của nó thì sao cách sử dụng nó thì chính là mọi người lấy tên cộng dấu ngoặc nó chấm phẩy là nó sẽ chạy giống như đây static này void này tên này hoặc chọn này bên trong là code chạy này bên ngoài lúc nào cần gọi thì gọi như này được chưa giống như mọi người tạo ra một công cụ xong lúc nào dùng thì dùng ấy và nhớ là dùng trong main nó sẽ chạy bình thường. Đấy, em cẩn thận chỗ này ok rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có đi sâu hơn một chút về cái hàng này một chút nhá thì nó không chỉ đơn giản như này đâu nó còn rất nhiều cách dùng khác như là ở chỗ này mọi người có static kiểu dữ liệu đâu static thì cứ coi như lúc đi
rồi, mọi chơi chút. Static thì coi như cố định, thì còn kiểu dữ liệu sao? Kiểu dữ liệu chính là int, string, float gì đấy. Tuy nhiên kiểu void là gì? À, và kiểu dữ liệu này ảnh hưởng như thế nào? Thì khi định nghĩa một hàm ra ấy, thường thì nó sẽ không chỉ có bằng này phần đâu, mà sẽ có thêm các phần này, một này, hai này, return, ba. Đây là các phần chính. Và chúng ta có một vài lưu ý như sau. Một là gì? Một là danh sách các tham số vấn đề vào hàm. Hai, đó là code xử lý logic, xử lý bài toán. Ba là kết quả trả về. Cái này thì có một lưu ý, đó là nó phải cùng kiểu dữ liệu với sao. Được chưa? Thì đây chính là những cái đặc điểm của một cái hàm đầy đủ nhé. Bây giờ mình sẽ viết thử một hàm đầy đủ này, làm tính tổng đi. À, chúng ta sẽ có static. Tính tổng thì mọi người tính xong sẽ có tổng của nó sẽ là kiểu dữ liệu là gì, như là t đi, đúng không? Tính tổng các bạn. Rồi, mình chuyển cái gì vào trong cái tính tổng? Tính tổng thì thường sẽ có tính hai số hay nhiều số, đúng không? Bài này tính hai số thôi thì mọi người sẽ chuyển vào hai. Và chúng ta sẽ viết một cái code logic ở đây. Như đây S bằng A cộng B và mình return S. Đấy, thì mình sẽ thấy là S là kiểu dữ liệu INT nó trùng với cái này thì mới đúng, còn nó bị sai. Đây chính là một cái hàm đầy đủ có bốn phần. 1, 2, 3. Và cái này, kiểu dữ liệu này thì bị trùng với S thì có thể gọi là 4. Cách dùng thì thế nào? Cách dùng thì rất đơn giản thôi. Là một cái S out ra cái tính tổng. Đó, đó. Và mình chỉ ở khoảng 5, 6 đi. Đó. Rồi, ok. Đây chính là về hàm. Đây là hàm của mọi người nhé. Hàm lúc đầu tiếp cận nó hơi bị xa lạ một chút. Tuy nhiên thì dùng nó sẽ rất là tốt. Code của nó sẽ ngắn đi nhiều. Sẽ nào? Có bài. Và viết hàm thì cũng nên viết đầy đủ các phần thì nó sẽ tốt nhất có thể nhé. Một vài trường hợp đặc biệt thì không, nhưng mà đa phần là đều có đầy đủ. Rồi, và chỗ này mọi người thấy là tại sao lại không gọi tính tổng, nó có luôn được không mà phải ít ao. Mới lưu ý nhé, thì tính tổng nó trả về diện, nó đưa về cho mọi người sau khi mà thực hiện hàm chuyển vào 5, 6 ấy, thì nó sẽ tính tổng của nó trả về cho mọi người cái số đấy, nên là mọi người sẽ in được cái số đấy thôi. Chứ còn nếu mà bảo nó tự in ra thì mọi người cần một dòng in ở trong hàm mới được đấy, thì cái đấy cần lưu ý. Rồi thì sơ sơ về hàm như thế.